Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật: "Y tội gì mà chịu khổ như vậy?" Phật đáp: "Người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy." Giải thích: tính chúng cúng chùa, bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám văn. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: "Mẹ ngươi ở đâu?" "Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí." Phật bảo các tỳ kheo: "Lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm vị tam tạng. Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do thọ hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu." Phật giải thích: "Mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bịa đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đung đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội. Rồi đung đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao. Dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, sinh làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dê hai đầu, vân vân." Giải thích: "Dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tội này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí nan tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin?" Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thêu dệt, ưa đơm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành, có thể đến trước Phật phát nguyện: "Từ nay về sau con thề giết tuyệt, không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng." Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở: "Mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu." Trước đây Phật từng tiên đoán, vào thời mạt pháp tà thuyết hoành hành, sẽ có nhiều người xúm nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo,
họ có thể là giảng sư, học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật, và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo, và công khai tuyên bố rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thảy đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.